vô cái kho của nó, tụi nó tự làm, tụi nó tự giữ á, của tụi nó chứ không tụi nó không có mướn lính, tụi nó mới chơi kiểu đó. Thấy nó cầm đồ hàng, thấy đồ nghề mình dùng như thế nó gục ra. Nhưng mà chủ yếu là cái hình thức thôi, còn cái tay nghề thì sao thì chưa biết.